Thú đi chợ mua hoa Tết đã trở thành thói quen của người Hà Nội. Những loại hoa truyền thống đều có tại chợ hoa hàng lược: đào, quất, violet, thược dược, thủy tiên. Chợ hoa giờ không chỉ là nơi bán mua vẻ đẹp tinh thần, mà còn là địa điểm để nhiều người lưu giữ những khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng. Có lẽ bởi vậy mà chợ hoa hàng lược lúc nào cũng đông hơn, vui hơn so với các phiên chợ khác. Như một thói quen, cứ đúng 29 tháng Chạp âm lịch, bà Lương Thị Mỹ, phố Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội lại tự mình đi chợ để chọn mua những loại hoa mang hương sắc truyền thống. Là năm nào Tết là tôi cũng tự đi sắm hoa. Và các cháu của tôi thì nó sắm các thứ hoa chúng nó thích, như là đào này, quất này. Thế nhưng mà tôi thì lại vẫn cứ thích cái truyền thống cổ xưa, là thích có thược dược, thích có violet, rồi thích có mấy bông dơn. Thế nên tự tôi năm nào tôi cũng đi sắm. Hơn 40 năm xa Việt Nam, nhưng cứ mỗi dịp về quê hương và dịp Tết Nguyên đán, ông bà Vũ Thìn lại ra chợ hoa truyền thống này để thưởng thức hương vị Tết cổ truyền. Là lần thứ 10 ông bà về ăn Tết ở Hà Nội đấy. Tôi rất là vui là tôi có dịp đi về lại Hà Nội và đi lại chợ hoa hàng lược, và để có thể mua sắm một vài cái cành bông hoa cho gia đình, thì tôi rất đấy là hạnh phúc. Dạo chợ hoa hàng lược những ngày cận Tết không chỉ để mua hoa, mà còn là cái thú của nhiều người dân Hà Nội xưa và đến nay vẫn còn lưu giữ lại. Nhiều người đến đây không hẳn là để mua hoa, mà để ngắm và thưởng thức vẻ đẹp của hoa mùa xuân. Có người còn đến để tìm lại không khí Tết xưa. Chợ Tết hàng lược này có từ hàng trăm năm. Tất cả những cái bông hoa này gần như là đẹp nhất của chợ Nhật Tân. Rồi là ở một số nơi đều mang đến đây chợ Tết là đã rất là nhộn nhịp. Và những cái hình ảnh các cụ già chống ba toan đi mua những cây quất này, rồi là mua những bông hoa này, rồi là ngắm hoa này. Và tôi cảm nhận được cái xưa và nay của Hà Nội rất là rõ ràng. Đây là cũng là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc và của thành phố Hà Nội nói riêng. Chúng nghĩ là đi lên trên này, cái không khí ngày Tết nó rất là vui, có thể chọn được những cái loại sản phẩm hàng hóa hoặc là hoa đấy theo ý của mình. Ra đời từ đầu thế kỷ 20, chợ hoa hàng lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Những ngày này, chợ tràn ngập màu sắc Tết cổ truyền nhờ những cành đào Nhật Tân, quất tứ liên và đủ loại cây hoa vật phẩm, không khí sắm Tết rất đặc trưng của người Hà Thành. Đó cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Tràng An để cảm nhận hương vị đặc trưng của ngày Tết.